Shop Sơn TV.com, nơi bán nick liên quân, verify uy tín giá rẻ, vòng quay quân huy hấp dẫn, thử vận máy nhận nick cực ngon, nhanh tay truy cập Shop Sơn TV.com. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của NMH. Trong video này mình làm về vị tướng Omen anh em ạ. Ở trận đấu này thì ở giai đoạn đầu game team bên mình chửi nhau á. Pick ca hí rồi đang pick thêm Crazy nữa. Bất trận đấu này thì không có xạ thủ anh em ơi. Thôi có lẽ là ca hí sẽ trở thành là một xạ thủ tay dài thôi. Trận đấu này mình đi đường tà thần. Đối đầu với mình bên kia là Roxy, một chất tướng khá là khắc chế Omen anh em ạ. Đối đầu với Roxy thì sẽ hơi khó chịu xíu. Để mà Roxy ăn được mình thì mình nghĩ là rất chỉ là khó. Nhưng mà mình ăn được Roxy thì cũng hơi vất vả. Rồi pha này lên level 2 này. Solo không? Ê ai thắng? Ai thắng? Chạy ạ. Này thì chạy. Này thì chạy. Chạy đâu? Tốc biển chơi luôn. Thế luôn á. Còn một xíu siêu siêu máu này anh em ạ. Hơi đáng tiếc một xíu. Rồi, bây giờ lại lên solo tiếp này. Chơi không? Quật luôn, ê, lại chạy. Này thì chạy với chúng tôi này. Và cái chén cơm đâu dành cho mình đây anh em ạ. Và này 36 kỳ chuôn là thường sạch thôi. Natalia tem địch thì lên gánh rồi. Ok, không vấn đề gì cả. Vậy là mình cũng lùi về một cách an toàn rồi. Thì trong video này mình cũng sẽ trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu theo thiên hướng đám dành cho vị trí của Omen nhá. Bởi vì anh em thấy thì khả năng lấy trụ của team bên mình sẽ hơi hạn chế. Do không có xạ thủ nên là mình sẽ lên đám lấy trụ cho nó nhanh luôn anh em ạ. Ôi và này team bên địch gặp thế. Thôi bình tĩnh hai bạn ơi. Rồi vẫn cả team bên mình đang lại hỗ trợ này. Mình vẫn chưa lên được level 4, còn một xíu nữa mới lên level 4. Rồi, kiểu vấn bổ rồi anh em ạ. À, pha này đang dí rồi. Không sao cả, pha này lại bắt luôn này, kéo lại. Hello bạn. Tự nhiên lùm được một mạng anh em ạ. Chưa cái tôi đuổi theo anh em ạ. Vào xấu quá và ra cũng được. Bây giờ lên level 4 rồi. Level cần thiết để phát huy tối đa sức mạnh của Omen. Roxy thì sẽ hơi khó chịu một xíu. Mình cố gắng đứng tâm, gọi là xa xá tâm của trụ nó nhá. Tránh trường hợp thì nó kéo về á. Kéo về trụ nó và mình bị gây sát thương nữa. Nên là anh em gặp Roxy thì cẩn thận một xíu. Đối với chất tướng Omen thì chưa bao giờ là một chất tướng yếu cả. Kể cả đi đường tà thân hoặc đó là DSP. Trong đấu giải thì người ta sử dụng Omen cũng rất chỉ là nhiều. Bởi vì đặc biệt Omen nó kết hợp với đồng đội thì cực kỳ là tuyệt vời luôn á. Rồi pha này thì mình sẽ xích luôn vị trí của Roxy và quạt luôn nhá. Ôi Roxy chắc là đang còn chiêu cuối á. Kéo lại chơi luôn này, quật luôn. Ê, nó đang còn chiêu cuối. Thôi, không hay rồi. Và này thì mình lùi lại một nhịp bằng cái tốc biến. Quay trở lại xa ra thương. Nhưng mà Roxy thì với chất tướng cũng khá là trâu bo. Mình càng đuổi theo á, thì nó trượt ba tánh á. Càng đuổi theo thì nó sẽ càng là gây sát thương. Nên là vì thế thì nhiều phá đó là phải rút lùi lại. Rồi, phá này chắc chắn thì nó trước hồi chiêu cuối anh em ạ. Ôi, nhưng mà thôi, lùi lại cho nó an toàn anh em ạ. Cũng hơi khó chịu đến từ vị trí của Roxy. Nó mà chạy mình đuổi theo thì sẽ đó là bị gây sát thương nữa. Về phần chiêu thức của vị tướng Omen thì khá là đơn giản. Không có gì là khó cả. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chiêu cuối là khóa khó hơn so với trước nhá. Chiêu 1 thì sạt kiếm. Anh em kéo gọi là mục tiêu lại gần vị trí của Omen. Chiêu 2 thì anh em bật sạt niệm tăng tốc độ di chuyển, giúp Omen có khả năng miễn thương tốt. Chiêu cuối thì sạt vực thì sẽ khóa đối phương lại trong cái vòng. Đấy, và quạt thôi, đơn giản như vậy. Bên cạnh đó thì khi đối phương ở gọi là bị khóa bởi sạt vực thì cái lượng sát thương đối phương gây vào đó là vị trí của Omen sẽ đó là bị giảm đi nữa. Khả năng miễn thương đến từ chiêu 2 và chiêu cuối bị giảm sát thương khi mà bị khóa nữa. Thì quá độ Omen sẽ cực kỳ là trâu bò luôn. Thời điểm hiện tại thì khóa chiêu cuối không phải là dễ dàng so với trước nữa. Nên là tốt nhất là anh em kéo đối phương về bằng chiêu 1 thì chắc chắn khóa sẽ trúng.
Rồi pha này thì anh em thấy thì mình đang còn chiêu cuối xích luôn này, không cho nó rô xí chạy này anh em ạ. Tuy là nó kéo được nhưng mà nó không chạy thoát khỏi được cái vòng. Rồi kéo chiêu một lại, ôi những pha này kéo chiêu một trật mất rồi, chạy nhanh quá. Bây giờ thì nó mất chiêu cuối rồi nhá. Mất chiêu cuối rồi thì quạt được anh Tâm này thì mình chưa đủ cái lừng đá, mình phải lên được cái kiếm phân ý đánh theo phân trắm máu nữa kia. Hà rô xí mới gì. Rồi quạt luôn, kéo lại, quạt luôn. Ôi, vẫn chưa đủ cái lừng đá mà anh em ạ. À. Mấy lần đó toàn một xỉu nhưng mà nó vẫn chạy được. Thì đó là do chất tưởng của Rosy khó chịu. À bây giờ lấy được cái kiếm phân đĩa rồi này, đánh theo phân trăm máu rồi anh em ạ. Thì khi đó thì mình đó là sẽ khỏe hơn anh em ạ. Hiện tại với thế trận anh em thấy thì 30 thì bên mình phịt kính và anh em ơi, bởi vì không có xạ thủ. Ôi pha này bắt luôn anh em ạ. Chạy đâu, kéo chiêu 1 này, quá chiêu cuối này. Ủa, ván heo đáng cũng to nha, nhưng mà không sao cả, cuối cùng thì mình cũng ăn được màn của ván heo tem bên đích. Hơi căng anh em ạ. À. 40 rồi, rất may thì ở trận đấu này thì mình cũng đang xanh xanh á. Chứ tìm bên mình không có xa thủ á, nên là sẽ hơi khó chơi. Rồi, Natalia tem bàn thì ăn được vị trí của Kahi tem bên mình nữa. Carisi thì đang dí theo vị trí Natalia tìm bên địch, nhưng mà Natalia nó sánh nhá. Rồi Carisi tem mình cũng phải bỏ chạy anh em ạ. Mình đang còn tốc biến này, kéo này. Và chắc chắn thì Natalia lên bảng điểm số lùng cái màn chấm dứt. Quý lén đúng không? À, pha này khóa trật mất rồi anh em ạ, nhưng không sao cả. Vẫn ăn được màn của quý lén, màn chấm dứt đấy, 455 vàng. Quá là nhiều vàng luôn anh em ạ, sánh rồi. Bây giờ lượng máu của mình khá là thấp, đài địa chấn của bo Torok sử dụng mình lùi lại để né bốc phả đến từ vị trí của bo, vẫn chưa đủ cái lượng sát thương, mình vẫn lùi về bằng một xíu máu. Nói chung thì một phá quái xé và cũng khá là may mắn khi mà lùi về đó là chỉ vòn vẹn đó là vài chục máu thôi. Bây giờ có kiếm phân đi á, có đó là đào thủy hồn rồi thì khả năng đám của mình cũng rất chỉ là ổn anh em ạ. À. Rồi pha này bắt ván heo tay bên đích này, có bắt được hay không? Chạy đậu, kéo lại này, kéo rồi thì chắc chắn là lên bảng điểm số anh em ạ. Đối với ván heo anh em nên nhớ rằng đó là khi kéo lại rồi anh em khóa một phát bắt chiêu hai lên á, khả năng miễn thương của anh em cực kỳ là tốt. Ván heo không sốc đám được anh em đâu, mà ván heo không sốc đám được thì anh em đánh thoải mái á, với theo thiên hướng mình lên theo thiên hướng đám được thì sẽ cực kỳ là lượng đám to. Ở trận đấu này thì có lẽ là duy nhất mình sẽ lên một món đồ, đó là theo thiên hướng càng phẹp xíu để đảm bảo là không bị sốc đám thôi, còn lại thì mình sẽ lấy full đám anh em nhé. Rồi lấy luôn cái trù này anh em ạ. Tầm này thì nói chung đẩy trù được thì ló mà đẩy trù thôi, chứ không có xa thủ nên là đám xả thương vào trù sẽ hạn chế. Rồi bây giờ có một phá gọi là giáo tránh, hiện tại thì team bên mình lên bảng điểm số vị trí của cá hí rồi, cũng như đó rừng tem mình cũng lên bảng điểm số. Phá này khóa vào vị trí của quý len luôn này, bắt tiền quý len lên bảng điểm số. Trấu đúng không? Trấu thì đánh lấu cùng chế đấy anh em ạ. Này thì trấu bò này, này thì trấu với chúng tôi này, chạy đâu? Trấu này, kéo trấu lại này. Bắt luôn anh em ạ. Rồi và chắc chắn thì pha này trấu lên bảng điểm số. Á, à, vẫn chạy. Này thì chạy này. Lên bảng điểm số. Ôi có ai cứu mình, Tiếc thế, còn xỉu màu anh em ạ. Ôi, pha này kéo lửa trật rồi này. May anh em ạ. Ván heo của tem Endic lên phun phép á, nên là cái lượng đám phép cũng rất chết rất to. Và anh em thấy thì mình sẽ đóng một món đồ kháng phép thôi, đó là huân chương trói. Còn lại thì mình sẽ đóng phun đám luôn nhá. Để tránh trường hợp tiếp cận được ván heo mà nó sốc đám phạt mình chết luôn á, nên là mình sẽ đóng cái huân chương trói cho nó chắc đàn. Đã khóa là chắc chắn ăn được ván heo. Với Omen thì phép bổ trợ chắc chắn là cái tốc biến để tạo được đó là nhiều bất ngờ nhất rồi. Với cái tốc biến thì anh em có thể tốc biến và sát vực, hoặc là sát vực tốc biến, hai cái đều được cả nhé. Làm sao hiệu quả, khóa được mục tiêu lại là được. Chiêu 2 thì anh em bật một cách hợp lý để có thể có khả năng miễn thương tốt. Thì chiêu 2 anh em đừng sử dụng bừa bãi nhé, chiêu 2 cực kỳ là quan trọng ấy. Ô, pha này bắt được này, khóa lại đi. Dạng như Quy Lén mà đã khóa thì chắc chắn là lên bảng điểm số rồi. Bởi vì Quy Lén không bao giờ có cửa để solo được với vị trí của Omen cả. Bây giờ thì lấy luôn cái trù này anh em ạ. Quạt trù này, quạt trù này.
lên phun đam đấy là quạt trù thì thuộc dạng là nhánh bậc nhật rồi. Chơi không? Quật luôn này. Rồi pha này mình có kiếm phân nía, có đáo túi hôn rồi thì rằng đánh Roshi đi quá là đáo rồi anh em ạ. Chạy đâu, hết kéo lửa rồi đúng không? Kéo lại này, chơi luôn này, quật luôn này, đánh luôn này, đập luôn này, kéo luôn này, đánh luôn này. Tốc biển, né luôn này. Lên bảng điểm số này, ván heo. Pha này thì mình lùi lại một nhịp trước đài anh em ạ. Đấy, thì đó là đặc dụng của chiêu hái, khi anh em bật chiêu hái thì khả năng miệt thương tốt nữa. Và bây giờ thực sự thì mình cũng không sợ ván héo nữa, có đô kháng phép rồi mà, quân chương trói. Nên là vì thế trong một trận đấu, thêm bên đi có nhiều sát thương phép. Thế anh em hãy đóng cho mình đó là một món đô kháng phép nhé. Ít nhất cũng đó là giáp gai á hoặc đó là cái quân chương trói. Quân chương trói thì sẽ kháng phép tốt hơn. Bởi vì thời điểm hiện tại rất chỉ là nhiều vị tướng sử dụng sát thương phép á. Cắn nhà ổi, pha này bắt luôn, chạy đâu, kéo lại này, dính này, rồi kéo lại thì chắc chắn là quả dính anh em ạ. Quất luôn, đánh luôn này, chạy đâu, một em lên bảng điểm số này, quất luôn, đánh luôn này. Ê, kéo lửa đến từ vị trí của Roshi anh em ạ. Thôi, pha này bắt vị trí của Bo cũng được, ổi nhưng mà đông, mình sẽ lùi lại một nhịp anh em ạ. Không được rồi, bởi vì ván héo của tem địch thì cũng đang lên hỗ trợ nữa, nên là pha đó thì mình phải lùi lại thôi. Chứ Bo và Roshi thì cái lượng đám không đáng kể nên là mình có thể quạt được. Còn thêm đó là ván héo nữa thì phải lùi lại. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó là tinh linh anh em ạ. Giúp đó là Omen solo sẽ mạnh hơn nữa. Tinh linh thì giúp gây thêm sát thương nữa. Ôi pha này bắt này, chạy đâu. Ê, chạy rồi. Omen là một chất tướng khỏe anh em nhé. Có đám chuẩn nữa, anh em thấy thì mỗi đòn đánh thương thì giúp Omen là tích điểm. Khi phía dưới thanh máu chuyển sang màu đỏ đỏ vậy á, giúp Omen tăng tốc đánh này. Bên cạnh đó thì gấy, gọi là đánh ra sát thương chuẩn nữa. Vì thế khả năng lấy trụ của Omen cũng tốt này, khả năng gọi là đánh tánh của Omen cũng tuyệt vời anh em nhé. Có cái thì Omen trong combat tổng thì không được mạnh em ạ, khả năng bắt lệ và khả năng đẩy trụ thì mạnh, còn trong combat tổng thì không được quá mạnh. Ôi, pha này thì mình sẽ cướp luôn con bùa này này, quý lén mà mò ra là mình khóa luôn. Ê, bật chiêu cuối rồi đúng không? Này thì cúi lén này, chạy này, cấn luôn anh em ạ, cấn hai tầm này thoải mái. Chơi luôn này, chạy đâu, một em lên bảng điểm số này. Mình thì cũng khá là thấp máu, Roshi của tem địch lại rồi, nên là mình cũng phải lùi lại một nhịp tránh trường hợp dính cái kéo lửa đến từ vị trí của Roshi team bên địch. Ui, rất may thì tốc biến khá là nhanh đến từ vị trí của Kahi tem bên mình á, không chỉ dính chiêu cuối của ván heo phá đó là lên bảng điểm số liền á. Đám cuối mà đám phép của ván heo cực kỳ là ảo ở giai đoạn cuối game nhá, một bắn một màng luôn á. Nếu mà không có đô kháng phép. Về chất tưởng của tay bên bàn cũng khá là trâu bo, vị trí của Bo Toro cũng như vị trí của Roshi nữa. Rồi, pha này mình sẽ khép góc đường về của team Bendix này. Rồi, có lẽ là trước cần đó là sử dụng cái sản vực anh em ạ. Ăn được hai màng của team Bendix rồi, pha này kéo lại này. Chắc có lẽ cũng trước cần dùng đâu. Lên bảng điểm số double kill dành cho mình. Anh em thấy thì tâm này quạt phạt nào gọi là đấu phạt đỏ rồi. Thể linh ở khu vực đường rồng thì đang được đẩy lên khá là cao. Mình sẽ đẩy thể linh lên cao lấy trù nhá. Ôi, nhưng mà có giao tranh em ạ. Thôi cướp nhẹ đó là con bùa này, nhưng mà mình bỏ bùa lại anh em ạ. Định cướp bùa xanh nhưng mà bỏ bùa lại hỗ trợ tím đã. Rồi, pha này bắt này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Này thì chạy với chúng tôi này, chạy ạ. Thôi, kéo lại sát vực luôn cho nó chắc đàn anh em ạ. Để thì chạy luôn á. Rồi, quý lén của tem địch. Ôi, định làm gì. Một phát này, hai phát này, chạy đâu. À, vẫn đang còn lượt được, mình đang còn tốc biến nha. Tốc biến đuổi theo luôn anh em ạ. Lên bảng điểm số này. Về phần trang bị thì sẽ lấy là những món đồ như sau. Đầu tiên dây kiến cương, tiếp đến thì kiếm phơ nía. Món đồ thứ ba thì đao truy hôn. Món đồ thứ tư đó là huân chương trói. Món đồ thứ năm đó là cây nánh. Và cuối cùng một tờ giáp hồ mạnh hái, đó là chỉ mang thành kiếm. Rồi, pha này quật luôn anh em ạ. Bắt đó là vị trí của Van Heltemini trước đà này. Lên bảng điểm số.
Mình thì vẫn đang con này giảm phòng mình là 06 cả anh em ạ. Lỡ có lên bảng điểm số thì vẫn đang con này giảm phòng mình nữa. Xíu nữa mất nồi tài của giảm phòng mình sẽ đó là lên cái thành kiếm luôn nhá, đánh giá chỉ mang anh em ạ. Bo Toro của Tem Endic thì cũng rất chứ là khỏe, đang tánh khá là tốt. Cần này thì ăn màng cũng hơi bị nhiều. Rồi bây giờ thì anh em thấy thì bắt luôn vị trí Natalia Tem Endic này. Quả lại thì hết chay này. 1, 2, 3. 3 người chơi luôn, quạt luôn, đánh luôn anh em ạ. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, quạt luôn. 1 em, 2 em. Ngày em lên bảng điểm số rồi, bắt luôn bo này. Làm món đó là thịt bo gạc bếp này, chạy đâu. Bo này. Quý lên thì ăn được cái giả phô mình không sao cả. Bán lên liêm đợt mình, quay trở lại xả ra thướng. Lùng thêm màng của quý lén nữa, bo thì vẫn chạy được. Nhưng mà quý lén thì đã phải lên bảng điểm số. Ok, vậy là nói chung cũng có lời thế rồi. Bây giờ thì sẽ đẩy lính lên cao luôn nhá. Dừng tém bên mình và đó là kẹp phía tém bên mình đang ăn ta thân thế giá. Nên là thôi, pha này thì tím bên mình đẩy luôn anh em ạ. Chó đó là rừng. Cũng như đó là FP tem mình ngắn và cuối cùng thì ta thân xây giá đán được rồi. Bây giờ mình bán lên cái thành kiếm luôn anh em ơi. Với cái thành kiếm ấy, những cú đánh giá chỉ mang thì ối rồi luôn á. Nói chung Omen dù thế nào đi chăng nữa anh em cũng nên lên một món đấu thủ. Nếu mà Tem Endic ít sát thương phép thì anh em lên đó là cái khiến hoặc cái giáp phòng khổ. Còn Tem Endic nhiều sát thương phép thì ít nhất cũng lên một món đồ kháng phép gì đó. Bây giờ thì anh em thấy thì thế trận hiện tại thì Tem Endic lại có đó là thế trận rồi. Tem Endic lên bảng điểm số 2 người, Tem Endic cũng vậy. Nhưng với lời thế con rồng tiến phóng này nữa thì sẽ dễ đẩy hơn. Mình sẽ đẩy cái trụ này nhá, ít nhất cũng lấy được đường lính siêu cấp anh em ạ. Ôi, có hai đường lính siêu cấp rồi nè, ngon. Nhưng mà tìm bên mình lên bảng điểm số 3 người rồi, không biết pha này có kịp thấy không này. Tìm bên địch lùi về rồi anh em ạ. Chắc là trước kịp rồi. Rồi, pha này thì ván heo của tem đi lao lên này, mình quật luôn này, đánh luôn này, hai người lên bảng điểm số này. Và chắc chắn thì pha này thì cũng bắt được đó là vị trí của bo luôn anh em ơi. Anh em thấy thì con rồng tiến phong đang cao cấu các kiểu. Và trận đấu thì kết thúc ở đấy rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhá. Đây bảng ngọc thì sử dụng bảng ngọc 26% tốc đánh. Ngọc đỏ tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Và trận đấu kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye.